các bạn thi đấu thứ nhất bắt đầu 6 kg tranh bán kết trận bán kết giữa Văn Ngọc Ái Ni đơn vị đồng hai góc đài đỏ gặp Nguyễn Thị Tuyết Mai đơn vị An Giang góc đài xanh. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Đây là trận tranh bán kết 56 kg giải võ cổ truyền Hàn Quốc tại hội thao Hàn Quốc lần thứ 8. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho võ sĩ góc đài xanh. Đây là một trận đấu rất hay. Hiệp 1 xanh thắng. Hiệp 1 xanh thắng. Ui xùi. Ôi, dập lên dây mà không ra. Rồi, chậm đi phút ra ngoài. Ra ngoài thôi luôn. Nhanh thật. Làm trên dây. Thôi bị ác. Ngã rồi. Mặt chân tốt, kéo tốt thế. Đúng rồi. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Nhanh lắm. Chân dài hơn cái chân đỏ này. Hai là cực tê đánh gì. Chủ động một hành vi động. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Chưa vừa được.
trừ 1 điểm. Dứt điểm thi đấu thứ hai. Hiệp 2 xanh thắng, toàn trận xanh thắng. Hiệp 2 xanh thắng, toàn trận xanh thắng. Võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai đơn vị An Giang đã thắng cuộc. Kết quả trận đấu, võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai đơn vị An Giang thắng cuộc.